Chào mọi người, hôm nay bên mình lại đi lắp cho khách hàng một bộ năng lượng mặt trời tấm phẳng chịu áp. Thì như các bạn đã biết là dòng tấm phẳng chịu áp này giá luôn cao nhất và chất lượng thì luôn tốt nhất, cũng như độ bền bỉ của dòng máy này. Thì các bạn nhìn thấy không, nhà khi mà các bạn đầu tư tiền tỷ thì các bạn nên chọn những máy năng lượng mặt trời chất lượng nhất. Đặc biệt là khi các bạn lắp nhà mái Thái đặt trên mái ngói thì mọi người hãy chọn những cái loại năng lượng mặt trời như thế này, nó sẽ đáp ứng đủ cho các bạn cái nhu cầu cũng như độ bền, độ an toàn, cũng như cái nhu cầu khi các bạn sử dụng máy năng lượng mặt trời như thế này. Nó có những cái mà các bạn không phải đau đầu về khi sử dụng sản phẩm này. Thì ở đây là bình Megasun 200 lít dòng tấm phẳng chịu áp nha các bạn. Dòng này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đầy đủ các tính năng như điện trở dự phòng, cảm biến nhiệt, thanh mage chống mòn nước, đầy đủ khi anh em lắp. Thì đây là tấm pin. Thì tấm pin này so với ống chân không thì hấp thụ nhiệt coi như là có thể gấp đôi cái dòng ống thủy tinh chân không thường. Dòng này rất là kín, khi các bạn sử dụng sẽ không có hiện tượng rò rỉ nước giống như mà khi các bạn sử dụng cái dòng chân không. Thì ở đây nhà máy Thái thì bên mình sẽ ráp trên máy Thái, thì hôm nay mình sẽ làm cái video để ráp cái máy năng lượng mặt trời tấm phẳng chịu áp cho các bạn cùng nhau theo dõi nha. Rồi em ơi, mình cùng nhau đi lên đó. Ở nhà tấm phẳng chịu áp, áp lực cao, ruột inox dày 3 ly, vỏ thép sơn tĩnh điện với thời gian bảo hành 5 năm, hàng chính hãng đến từ Megasun Việt Nam. Thì ở đây các bạn thấy là những cái line inox ở đây thì bên mình đã có sử dụng bản 2 phân line inox dày 2 ly kẹp vào xà cồ để chịu lực cho nó giữ nha. Ở đây thì tên inox này nó mang tính chất là lâu dài, không nên các bạn không nên sử dụng dây cáp nha, vì dây cáp để lâu nó sẽ mục, các bạn sẽ phải đi làm lại đó. Thì cái trường hợp này là an toàn và đỡ bị rột nhà nhất cho các bạn. Và đây là cái bình khung chân thì mình đã xong rồi đó, đầu tiến hành mình sẽ đưa bình đã ôn lên nha. Đây là sau khi máy đã đưa lên trên mái nhà nhé các bạn. Thì các bạn nhìn ở đây nha, đó, ở đây là đã được cái mái nhà. Thì ở đây bên mình đã sử dụng na nó ốp vào đây rồi nha các bạn, 3 cây la 2 ly dài 1m2 ốp vào cái xà gồ của cái trụ chính của phần mái đó. Đây, sau khi mình đã lên hình thì nó sẽ làm như thế này, đúng rồi, nước cấp vào bồn đấy. Thì ở đây thì cái tấm pin thì nó có sẽ 4 đầu ở 4 góc pin nha các bạn. Thì 4 đầu sẽ có góc ở 4 tấm pin. Thì ở phần dưới cùng ấy nó sẽ là nước hồi, các bạn nhìn thấy ở đây là hộp máng này đó. Dưới hộp máng nó sẽ đi vào bình bảo ôn này đó. Thì nước cấp lạnh nó sẽ có cái van một chiều chặn ở đây, còn nó van một chiều chặn ở đây thì nước cấp vào đây. Thì cái đầu bên kia sẽ là đầu nước nóng hồi ra đó. Thì sẽ có hai đầu này bít lại với đầu bên góc bên kia mình sẽ bít lại. Thì cái đây là thành phần quan trọng nhất là của cái máy năng lượng tấm phẳng chịu áp này. Thì như anh em thấy không, thì cái tấm phẳng này thì nó sẽ khi mà nhiệt nước quá 100 độ hoặc là áp lực quá 6 kg là nó sẽ xả áp này ra, để mục đích là để giảm tải cho cái tấm pin và cái bình bảo ôn này khi mà mình không sử dụng lâu quá, nó nóng quá đó. Thì đây là thanh mage này, khi mà nguồn nước nó có cái cặn bẩn thì thanh mage nhiệt độ này nó sẽ làm mềm nước ra và nó lọc những cái cặn bẩn ở trong cái hệ thống này, nó lọc ở đây. Thì lâu lâu mình tháo ra mình sẽ vệ sinh một lần. Còn đây là cái thanh cảm biến nhiệt độ, nếu như mình sử dụng cảm biến nhiệt độ thì gắn vào thanh này đó. Thì ở đây nước cấp vào sẽ có van một chiều chặn ở đây. Thì đây là nước từ tấm pin về, từ bồn bảo ôn về tấm pin. Đó, các bạn nhìn thấy không, nó hơi khó nên là mình hơi không khó hướng dẫn cho các bạn nha. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là nước nóng cấp xuống này, trên cao nhất này đó, còn cao suốt sẽ xuống dưới đây. Còn thì ở đây thì nó sẽ là cái đầu hồi từ tấm pin. Ở dưới kia các bạn nhìn thấy không, dưới kia là bít lại nha, từ đầu hồi tấm pin sẽ bị vào bình bảo ôn này, nước nóng sẽ hồi lên bình bảo ôn là sẽ nằm ở đây, ở đây sẽ cấp ra đây. Còn đây là hỗ trợ, đây là điện trở cảm biến này, đây là điện trở gia nhiệt, thì mình có thể cài đặt từ 50 cho tới 80 độ ở đây nhé, hộp ở đây đó. Thì đây là thông số sản xuất của Megasun, nó nằm ở đây
Đây. Rồi thì bình này là bình 200 lít chịu áp nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là mình đã khoan hai lỗ ngói và khi nào làm xong thì mình sẽ bắn silicone bít cái lỗ này vào để tránh hiện tượng nó bị rột nước nha. Rồi, đó anh em thấy không? Sẽ bít lại. Thì như vậy là cái phần trên này thì bên mình đã gắn như vậy là gần hoàn thiện rồi. Đó, gần hoàn thiện rồi. Cho nên là anh em gắn thì cứ đúng như kỹ thuật mà gắn thôi. Nó không có gì khó cả. Đó. Nó không có gì khó cả. Sau khi gắn xong. Đó. Thì đây là máy ngói thì cũng khá là nguy hiểm, mình leo cao là phải có dây an toàn nha. Rồi, như vậy là mình đã tạm thời mình xong và chúng ta mình sẽ tiến hành mình kết nối ống nước của cái tấm cái máy tấm phẳng này đi vào cái hệ thống xuống dưới nhà. Như vậy là đã hoàn thành hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Và bây giờ bên mình sẽ đi về là bàn giao cho chủ nhà. Các bạn có nhu cầu mua hệ thống năng lượng mặt trời, các bạn liên hệ với Thành Phát nha. Thành Phát sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn những ngôi công trình đẹp và có máy cực kỳ đẹp nha.